Hình như là mình thấy có ai đứng ở trong lề á. Ghê quá, 38 giờ mà trời. Ok, hello anh em ha. Thì hôm nay làm video đêm nè. Cái gì vậy? Ghê vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy ta? Thanh niên đứng đó làm gì vậy ta? Thôi kệ người ta đi. Bây giờ là 8 giờ tối. Thì hôm nay đi giao đồ về sớm. Mình bình thường là mình đi cái đường đường ngoài đây mình về luôn. Nhưng mà hôm nay mình chạy vô cái đoạn đường, mấy cái đoạn đường khu công nghệ cao nè. Ban đêm thì nó vắng que à. Thì hôm nay mình trải nghiệm thử. Nó là trải nghiệm vậy thôi chứ thực tế là mình đi test cái camera đêm. Khi mà ở cái setup này á, trong cái điều kiện thiếu sáng, thì cái con camera này nó quay như thế nào ha. Thì cái con camera mình đang xài là GoPro 8. Khá là tối luôn. Ý, cái gì vậy? Nhậu nhẹt, mấy anh em vô đây nhậu nhẹt. Mấy cái con đường này nè thì chiều trưa rồi mình hay ra lắm, nhưng mà ban đêm là chưa bao giờ mà mình đặt chân ra luôn, tại vì ngoài đây ban đêm rất là ghê, nó rất là nhiều ma, nó có cả ma sống. Lâu rồi mình cũng không có dạo vòng vòng chơi rảnh rảnh theo kiểu này lắm. Hồi đó mới mua xe á, trong cái thời kỳ rô đai á, cứ chiều chiều tối tối là lấy xe chạy vòng vòng. Hôm nay mình sẽ dắt anh em đi vô cái đoạn đường rất là quen thuộc nhưng mà khá là lẫm. Đây là những cái con đường mà mình hay đem xe vô đây mình quay nè. Ban ngày thì nó rất là trong lành, nó rất là đẹp, nhưng mà về đêm á là nó rất là vắng vẻ. Càng vô sâu nó càng vắng vẻ. Đường này thì mình nghĩ chắc anh em nào mà ở quận 9 thì quá rành rồi ha. Đó, rất là vắng vẻ luôn. Đó, bây giờ mình sẽ dắt anh em vô cái đường này để cho anh em soi ếch ha. Giờ anh em với mình đi soi ếch ha. Lâu lắm rồi mình cũng không có đi soi ếch. Quên đem theo cái rọ. Có cái rọ nó là vô là thấy ếch nó nằm trên bờ là chụp đầu, chụp đầu, chụp đầu quá rọ về kho ăn. Ếch rất là nhiều luôn. Trong đây là ếch rất là nhiều luôn. Giờ này là 8 giờ. 8 giờ mình nghĩ là rất là nhiều ếch á. Để chút xíu nữa mình cho anh em coi ếch. Nó nằm trên bờ, nó nằm cục 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 nhiều lắm. Đó, giờ tới đây là thấy một cặp rồi đó. Rất là nhiều. Ở ngoài đây là mấy mấy cái cặp ếch chơi lành mạnh thôi. Vô trong lùm á là mấy cặp ếch bạo luôn. Chơi bạo luôn. Chắc là tối đêm bắt cái đèn pha lên. Cái camera quay đêm không biết như thế nào. Để hôm nay mình test thử cái camera nè. Vô đây thì có đèn rồi. Nó chỉ có vài khúc không có đèn thôi. Quá đẹp luôn ha. Nhưng mà rất là lạnh nha. Ở trong đây rất là lạnh. Vô đây là mình cảm giác như là cái gì trời. Gì ghê vậy. Mới thấy cái gì giống. Giống giống. Má ơi ghê quá. Má ơi đường tối hôi à. Trong đây có người. Trong đây có người. Trong đây có người. Má ơi lạnh quá. Cái đoạn đường này bình thường mình đi á, mình đi buổi chiều, mình đi buổi sáng á, nó rất là mát mẻ, nó rất là đã. Bây giờ mình vô đây ghê quá. Má ơi lạnh tấm gáy luôn á. Trong đây là có cặp ếch nào nằm mình cũng sợ luôn á nha. Có luôn. Cha mẹ ơi, không biết phải ếch không mà thấy dựng xe ngoài đường ghê quá. Bây giờ là 8 giờ rồi anh em. À, khúc này có người rồi, khúc này có người rồi. Má, đoạn đường nó chạy qua lạnh sống lưng luôn á. Ở đây là ngày xưa anh em, ngày xưa ở đây là đồng ruộng đồng quê không à. Con chó kìa. Ghê quá. Má tối thui rồi má ơi. Đường này thì tối không có đèn. Đường này thường là buổi sáng thì mình hay vô lắm, nhưng mà đêm là chưa bao giờ mình vô đường này hết á. Hồi đó mình nhớ là mình có vô nhưng mình thấy cặp, mấy cái cặp ếch đó, họ đứng nhiều lắm. Hôm nay chắc không có ai. Ghê quá.
Mà ghê nhất là cái khúc ở bên chỗ ruộng anh em. Chỗ đó là nó chạy nó lạnh sao á, kiểu nó lạnh. Cái gì vậy? Em thấy gì không? Má có ai đứng đó ta? Không có ai đứng đó trời. Hình như là mình thấy có ai đứng ở trong lề á. Má ghê quá. Má mới 8 giờ mà trời. Sợ quá. Cái chỗ đó có ai đứng anh em? Cái đèn như trong cái đường này nó thui à. Đèn ra đôi Vinh. Má ơi. Má ơi, má ơi, má ơi, má ơi. Má ơi. Má ơi. Má ghê quá. Hôm nay sao tôi khùng vậy trời, tôi vô đây trời. Cái chỗ này là ban ngày á, buổi chiều là mình ra chơi hoài luôn á. Khi mà ban đêm á là chưa bao giờ mình dám đặt chân vô đây luôn. Trong đây nó có nhiều chuyện kinh khủng lắm anh em. Tại vì mình là người dân địa phương ở đây hồi xưa giờ mình biết. Hôm nay liều mạng chạy đây thôi. Bình thường là vô đây nhớ có cặp mà ta nó không thấy ai hết luôn á. Bình thường là đó mấy cái lề này nè là mấy cái cặp ngồi, mấy cái cặp nào mà bạo lực á là ngồi trong đây. Như có chuyện ai vậy? Có người, có người, có người chạy vô đó như cặp á. Thôi đi ra, đi ra, ra tới đây đỡ sợ hơn rồi. Bây giờ tim mình còn đập luôn anh em. Cái khúc đó không biết là người đứng hay là cái gì mà mình thấy rõ ràng là mặc bộ đồ màu đen, có cái nón nữa. Cái đèn xe mình nó mờ nha, nhưng mà rọi vô thấy rất là rõ luôn. Giờ này còn sớm mà đâu có sao đâu. Giờ này còn sớm, mới có 8 giờ à. Để mình quay lại đó mình coi coi. Lúc nãy là nè, còn người ta nữa nè. Còn người ta đi dạo nữa mà sợ gì. Nhưng mà ghê nhất á là cái khúc không có đèn ở trên kia. Còn khúc dưới này thì chắc không sao. Hồi nãy mình gặp, mình gặp cái không biết cái bụi cây hay là cái gì mà giống người đứng lắm. Để gì mình tua chậm ở chỗ đó lại. Đó vô đây nè. Tôi thui rồi. Khúc trong đây là có nhà ở nè. Có một cái chòi ở trong đây. Hồi nãy là mình gặp, mình thấy ở đâu nè. Nè, ở trong đây là có người ở nè. Hồi nãy mình thấy có người đứng ở chỗ này nè. Để mình quay ra mình coi coi. Phải bụi cây không? Như chỗ này nè. Đúng rồi. Chỗ này nè. Chỗ này hay trên kia ta? Chỗ này đâu có gì đâu ta. Không phải chỗ này. Ghê vậy. Đây nè, chỗ này nè. Không có ai hết. Má không có ai hết, ghê quá. Thôi đi ra. Thấy không khí nó trong lành liền. Hôm nay thì không có ai lên cầu thôi. À bên kia có kìa. Thôi bây giờ đi về thôi anh em ơi. Hôm nay nhắc ma anh em như đó là đủ rồi. Thật sự là mình rất là sợ luôn. Chắc là mình bị qua mắt cái khúc đó. Để về mình coi lại cái camera coi. Má, vô khúc đó tôi thui rồi, ghê mẹ. Nè như khúc này là còn có người. Còn cái khúc ở trọng là không có người. Ở ngoài đây thì ếch quá trời. Ở đây thì có bảo vệ nha anh em. Lâu lâu bảo vệ nó hứng đi đuổi. Lâu lâu thì họ cho ngồi. Nói chung ở ngoài đây thì cái chuyện tâm linh á, mình rất là sợ. Tại vì ở ngoài đây là hồi đó là ruộng đồng á,
ghê lắm. Sau này giải tỏa nguyên cái đồng ruộng thành nguyên cái khu công nghệ cao nè, thì nhà mình hồi đó cũng có ruộng ngoài đây mà, cho nên là những cái chuyện như là ma quỷ đồ á, hồi đó mình nghe kể nhiều lắm. Nhưng mà sau này sang bằng, mình tin là sang bằng xong á, thì những cái chuyện tâm linh đó nó vẫn còn hiện hữu. Là hồi trước đó là có mấy vụ là công nhân ở trong mấy cái công ty này nè là bị nhập đó, đang làm bình thường bị nhập, ghê lắm. Cho nên hồi nãy là sợ da gà luôn anh em. Hồi đó giờ mình ở đây nhưng mà mình đâu bao giờ mà mình đi vô ở trong cái đường đó đâu, chẳng bao giờ mình vô trong cái đường đó ban đêm hết, vòng vòng ở ngoài mấy chỗ có đèn chơi thôi. Mặc dù là bây giờ mới có 8 giờ nhưng mà ở trong nó vắng, nó rất là vắng, ghê lắm. Nó vắng mà nó tối thui à. Ở trong là nhiều loại ma lắm, ma sống cũng có nè. Nếu mà anh em vô mấy cái chỗ vắng vẻ mà có mình nữa thì mình sợ nhất là ma sống. Còn mấy người khuất mặt thì anh em nào có duyên thì gặp, mình thì chắc là mình không có duyên gặp, cho nên hồi đó giờ mình chưa bao giờ gặp ma. Mình thì mình cũng không có sợ ma, nhưng mà mình tin có ma. Mình sợ khi mà mình đi chung với một thằng nào đó mà sợ ma, nó nhắc tới là mình rất là sợ. Còn bình thường mình đi mình không nghĩ tới thì mình chả bao giờ mình sợ ma hết. Giống như kỳ đi Đà Lạt với thằng Hưng với thằng Hiếu á, thì thằng Hưng nó đi theo nó cứ nhắc ma, là mình chạy xe mình suy nghĩ tới mình muốn ớn không. Đi trong đêm mà hôm đó là đi 1 giờ khuya 1 giờ mấy mà đổ mấy cái đèo ớn ghê quá. Bình thường là đi về nãy giờ về tới nhà mà hôm nay rảnh quẩn không có việc gì làm, chạy vô trong 8 giờ tối anh em, sớm mà còn sớm mà mới dám chạy vô, chứ thật sự là nếu mà tối chút nữa cỡ 10 giờ là mình không dám vô trong đâu. Vô trọng là nạp mạng á, ghê lắm. Ok, thôi kết thúc clip, về tới nhà rồi. Hôm nay thì quay đêm, chủ yếu là test cái camera. Chút mình về mình coi là camera có hiện tượng gì lạ không. Ghê quá.